chuyền hay đến từ Trung Trương với cú ném tập trung. Hai điểm đầu tiên của Hoàng Thi Hiển nhưng lại là hai điểm rất quan trọng. Cầm bóng rất nhiều. Hoàng Thế Hiển được chuyền. Hoàng Thế Hiển với cú ném tập trung. Đây là trận đấu của Hoàng Thế Hiển.